Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chủ đề đấy chính là: nếu các bạn có 5 điều này thì không gì có thể chia cắt được hai các bạn cả. Có rất nhiều mối tình ban đầu yêu nhau rất say đắm nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc. Và nhiều khi các bạn sẽ đặt một câu hỏi là các bạn hoài nghi, chẳng có cái gì là vĩnh cửu trên cuộc đời này cả, chẳng có cái gì là mãi mãi trong cuộc đời này cả. Vậy đâu là cái chìa khóa để bước vào cái sự vĩnh cửu đấy? Đâu là cái chìa khóa để các bạn có thể nắm vững, các bạn biết được con đường mình phải đi như thế nào thì mình sẽ có được một tình yêu bền vững mà không gì có thể chia cắt được? Vậy thì nếu đấy là cái băn khoăn của các bạn và đấy là cái con đường mà bạn muốn tìm ra thì hôm nay đây sẽ là video dành cho các bạn. Khi các bạn biết những cái điều này rồi thì tin mình đi, khi các bạn ứng dụng vào trong tình yêu của các bạn, tình yêu đó sẽ rất bền vững và tình yêu đó nó sẽ có nền tảng để có thể đi đến với nhau mãi mãi và lâu dài các bạn nhé. Trước khi bắt đầu thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình, cũng như sẽ nhận được những video mới nhất khi mình mới đăng lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của video ngày hôm nay. Cái điều đầu tiên, cái điều mấu chốt quan trọng mà khiến cho không gì có thể chia cắt được hai bạn ấy, đấy chính là hãy cho đối phương của các bạn còn có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái, sảng khoái khi ở cạnh bạn. Các bạn ơi, hãy tin mình đi, tình yêu của các bạn chỉ chết khi mà ngày đó nó bị bao trùm bởi những cảm xúc tiêu cực, bởi sự khó chịu, bởi sự bực dọc, bởi cãi nhau, bởi không hiểu nhau, bởi ích kỷ. Còn một khi ngày nào tình yêu của các bạn vẫn còn có niềm vui, vẫn còn có những tiếng cười, vẫn còn có sự trân trọng, vẫn còn có sự thoải mái, người ta sảng khoái khi ở cạnh bạn, thì ngày đấy sẽ không bao giờ là ngày người ta sẽ rời xa các bạn cả. Đó là tầm quan trọng của cái việc mình thường xuyên nói với các bạn là các bạn phải thường xuyên có những câu nói làm cho đối phương vui, những câu nói làm cho đối phương hạnh phúc. Vui đôi khi không phải chỉ là cười đâu, mà càng khiến cho họ cảm thấy thoải mái, đúng không? Họ cảm thấy bình yên trong con người, họ cảm thấy tự tin hơn. Nói chung bất kỳ một cái cảm xúc tích cực nào các bạn có thể cho họ được thì ngày đấy tình yêu đấy vẫn còn tiếp tục. Cho nên đừng có bắt ép mối quan hệ của bản thân phải là gì, phải là à hôm nay chúng ta phải nói chuyện với nhau bao nhiêu, phải như cái lúc đầu tiên mới là tốt. Không, quan trọng là gì? Đã không nói chuyện với nhau thì thôi, đã không tiếp xúc với nhau thì thôi, mà đã tiếp xúc với nhau là mình cho họ những cảm xúc tích cực, những cái điều thoải mái, những cái niềm vui. Thậm chí ngay cả khi giải quyết những vấn đề mâu thuẫn, chúng ta vẫn trao vào đó cái sự trân trọng, yêu thương. Vậy thì tình yêu của bạn không thể kết thúc được. Nhưng nếu các bạn bị lạnh nhạt một cái, mọi thứ không như ý các bạn một cái là các bạn bắt đầu hụt hẫng, các bạn khó chịu, các bạn có ngay một cái nguồn năng lượng tiêu cực ở trong người mình. Sau đó dần dần cái nguồn năng lượng tiêu cực đấy càng ngày càng lớn, khi các bạn càng ngày càng không có những thứ mình muốn, các bạn chuyển sang đối phương. Và đó là lúc tình yêu chết. Các bạn, tình yêu nó sẽ chết bằng những cảm xúc tiêu cực. Chứ còn khi mà trong tình yêu của các bạn vẫn còn những cái niềm vui, vẫn còn thoải mái, vẫn còn cảm xúc tích cực thì không đời nào tình yêu đấy kết thúc hết. Cho nên muốn tình yêu không thể chia cắt thì phải luôn luôn đưa vào đó những cái nguồn năng lượng tích cực. Có thể đấy là niềm vui, có thể đấy là cái cảm giác được trân trọng, có thể đấy là cái cảm giác được quan tâm. Nhưng nói chung dù là cái gì nó phải là tích cực, thì khi đấy các bạn sẽ có một nguồn năng lượng cao, tình yêu sẽ không thể kết thúc được. Cái điều số 2 nó sẽ khiến cho tình yêu của bạn không thể kết thúc, đấy chính là các bạn sẽ không bao giờ gò ép đối phương của mình cả, mà để họ quyết định cuộc sống của họ. Các bạn thân mến, khi các bạn yêu nhau, nó rất dễ khiến cho các bạn sản sinh ra một cái mong muốn là chi phối cuộc sống của đối phương, muốn đối phương sống theo ý mình, đúng không? Những cái gì các bạn nghĩ là đúng, các bạn nghĩ rằng đối phương nhất định phải đồng thuận với mình. Nhưng không, các bạn ạ, đừng kỳ vọng vào đối phương, kỳ vọng vào chính mình. Còn đối phương, các bạn hãy nghĩ đơn giản như thế không? Chúng ta còn ở bên nhau ngày nào, chúng ta cho nhau những niềm vui ngày đấy, chúng ta cống hiến cho nhau những sự tốt đẹp ngày đấy. Chứ không có nghĩa rằng yêu nhau là các bạn khiến cho họ nhất định phải nghe theo ý bạn, gò bó họ, ví dụ phải đạt được cái thành công giống như bạn kỳ vọng cơ, hay là phải có một quan điểm giống như bạn cơ, bạn nghĩ rằng bạn thông minh hơn, bạn nghĩ rằng bạn tài giỏi hơn thì người ta phải nghe theo bạn. Đừng. Nếu bạn có cái suy nghĩ đấy thì đấy chính là lý do mà tình yêu kết thúc. Đừng gò ép đối phương, tập trung vào bản thân mình thôi. Miễn là ở bên nhau chúng ta vui, vậy là đủ. Đừng kỳ vọng vào họ, hãy để cho họ tự quyết định cuộc sống của họ. Dù vui, dù buồn, dù đúng, dù sai, các bạn có thể góp ý với người ta. Thế nhưng quyết định cuối cùng để họ tự nguyện, để họ tự làm, thì họ sẽ sẵn sàng làm tất cả.
Còn nếu bạn ép thì sẽ không có gì hết. Còn nếu như cái lựa chọn của họ là sai thì cùng với thời gian họ sẽ thấy rằng à, cái hậu quả là như thế, họ sẽ phải tự mình đứng lên sau những vấp ngã. Việc của bạn là gì? Mình đóng vai một người tốt thôi. Đóng vai một người tốt là gì? À, mình biết cái gì thì mình chỉ cho họ. Họ nghe thì nghe, không nghe thì thôi, không bao giờ có ấy. Thì đấy chính là cách các bạn làm chủ cuộc sống của mình. Các bạn không phụ thuộc vào đối phương, các bạn không để cái kỳ vọng của mình trao cho đối phương thì kết quả sẽ như thế nào các bạn biết không? Các bạn sẽ không bao giờ bị tuyệt vọng bởi đối phương hết. Bởi vì các bạn sẽ không bao giờ tiêu cực vì đối phương hết, bởi vì những cái cảm xúc tiêu cực đấy nó là những cái thứ giết chết tình yêu mà. Càng muốn chi phối đối phương nhiều hơn, các bạn càng tiêu cực nhiều hơn và rồi tình yêu đấy kết thúc. Cho nên luôn luôn để đối phương tự do trong việc lựa chọn họ sẽ làm gì, họ sẽ phấn đấu như thế nào. Việc của các bạn duy nhất chỉ là làm một người tốt ở đấy thôi. Giúp được thì giúp. Mà mình cảm thấy rằng à, họ không nghe thì thôi. Nhưng không có nghĩa họ là người yêu của bạn thì họ phải nghe bạn giám sát. Không có nghĩa họ là người yêu của bạn thì họ phải đạt được một cái thành công theo như kỳ vọng của bạn. Không, mình có thể tác động vào họ dần dần. Mình vì sự tốt đẹp cho họ, nhưng không bao giờ là bắt ép họ ấy các bạn nhá. Cái điều số 3 mà nó sẽ khiến cho tình yêu của các bạn sẽ không thể kết thúc được, đấy chính là trong mối quan hệ của các bạn, cười nhiều hơn khóc, vui nhiều hơn buồn. Mình không thể nói ra trong cuộc sống của bạn không có những nỗi buồn. Ok, có những nỗi buồn, có những lúc mình khóc, có những lúc mình đau. Thế nhưng cái điều quan trọng nhất là gì? Trong mối quan hệ của mình, vui luôn nhiều hơn buồn, mình cười nhiều hơn khóc. Thì đấy là khi cái nguồn năng lượng cao của bạn lúc nào cũng nhiều hơn cái nguồn năng lượng thấp, thì nó sẽ luôn luôn lấn át cái nguồn năng lượng thấp đấy. Thì các bạn phải nhớ tình yêu nó là nguồn năng lượng cao, đúng không? Khi cái nguồn năng lượng cao nó lấn át thì tình yêu nó vẫn còn đó nhá. Cho nên nhớ, dù trong cuộc sống của bạn có những nỗi buồn, mình cố gắng tìm cái sự tích cực và niềm vui trong đó. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta đến bên nhau để làm nhau vui, chúng ta đến bên nhau để làm nhau hạnh phúc. Cái gì làm chúng ta vui được thì chúng ta làm. Đừng cố gắng gây chuyện hay tạo nên đau khổ cho đối phương. Hãy luôn luôn tạo nên những cái tiếng cười nhiều hơn tiếng khóc, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Đấy là mấu chốt của vấn đề đấy các bạn ạ. Cái điều số 4 nó cũng không kém phần quan trọng để tình yêu của các bạn sẽ luôn luôn bền vững. Đấy chính là cái sự kiên trì trong tình yêu đó. Kiên trì với cái sự đúng đắn và cái sự tốt đẹp của các bạn. Cái điều mà nó khiến cho tình yêu nó tan vỡ nhanh nhất ấy, đấy là khi mà giữa các bạn thiếu đi cái sự kiên trì. Ví dụ, để các bạn kiên trì làm cái điều tốt đẹp này, để các bạn kiên trì mang đến cho họ niềm vui này, các bạn có thể làm được 1-2 ngày nhưng mà các bạn không làm được mãi. Bởi vì nhiều khi các bạn mất niềm tin, đúng không? Thì thành ra những cái cảm xúc tiêu cực nó lại đến, nó lại bao trùm các bạn, tình yêu kết thúc. Nhưng nếu các bạn đủ thông minh, đủ minh mẫn để biết được rằng cái gì trên đời này thế, muốn thành công phải có sự kiên trì. Các bạn kiên trì về quá trình cảm hóa đối phương bằng tình yêu, bằng sự tốt đẹp của các bạn. Ô, nó cần thời gian chứ, nó cần sự kiên trì chứ. Còn nếu không làm cái được luôn 1 tuần, 2 tuần thành công luôn ấy, thì trên đời này làm gì có ai mà không làm được. Trên đời làm gì có ai mà phải đau khổ đâu, toàn người hạnh phúc không mà, đúng không? Chứ cái điều gì khiến bạn khác biệt so với những người không hạnh phúc kia? Bạn kiên trì với sự tốt đẹp của mình, bạn kiên trì với việc làm những cái điều đúng đắn. Có thể khi các bạn làm điều đúng đắn, các bạn nhìn không thể nhìn thấy kết quả, các bạn chưa nhìn thấy kết quả mà vẫn làm, vẫn kiên trì, đúng không? Cái gì cũng thế, nó cần có thời gian, giống như một nguồn năng lượng ấy. Các bạn phải truyền cho nó dần dần, truyền cho nó dần dần rồi nó càng ngày càng cao rồi, đến một cái điểm đúng của nó mới phát huy tác dụng. Cho nên dù các bạn đang cố gắng và bây giờ chưa có kết quả, hãy tiếp tục làm những điều đúng đắn. Thì tình yêu của bạn có thể đôi khi nó xuống, nhưng nó luôn ở đấy, nó sẽ không mất đi được. Và cái điều số 5, một cái điều mà nó sẽ khiến các bạn có tự tin, cũng như sẽ khiến đối phương không rời xa các bạn được, đấy là các bạn phải biết rằng cái sự xuất hiện của các bạn trong cuộc đời của người đó là đem lại ý nghĩa và đem lại giá trị cho nó. Đừng bao giờ chỉ nghĩ rằng mình xuất hiện trong cuộc đời người ta là vì mình muốn mưu cầu à, người ta đẹp trai quá, xinh gái quá, người ta tài giỏi quá, người ta nhiều điểm tốt quá, bởi mình mất những cái điểm đấy, mình không chịu được, mình phải giữ cho bằng được, thì không phải như vậy. Hãy có một cái suy nghĩ như này, các bạn đến bên cuộc sống của họ vì khiến cho cuộc đời của họ tươi đẹp hơn, vì có bạn, cuộc sống họ ý nghĩa hơn. Có bạn, có một người ở đây kiên trì cho họ hạnh phúc. Có bạn ở đây một người luôn làm đúng. Có bạn ở đây một người bao dung với họ, ngay cả khi họ sai, họ đúng. Mình vẫn kiên trì để mình cảm hóa họ bằng tình yêu thương. Các bạn sẽ luôn luôn có tự tin bởi vì mình đến để mình cho, đến để mình cống hiến.
Mình sẽ tự tin bởi vì vì có mình cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn. Vì có mình cuộc đời của họ tươi đẹp hơn. Các bạn sẽ có cái sự tự tin nhất định ở trong người. Nó sẽ không bao giờ khiến các bạn phải lo nghĩ, các bạn phải băn khoăn, các bạn phải hậm hực. Bởi vì tất cả cảm xúc tiêu cực nó đến từ cái việc các bạn không tự tin về mình. Nhưng khi mình tự tin để cống hiến, mình sẽ có cái niềm tự tin là gì? Mình có cái sự tự tin là trên đời này sẽ không có thêm người nào có thể yêu người ta như thật vậy. Có thể yêu người ta bằng một tình yêu cao thượng như thế. Có thể yêu người ta bằng một cái tình cảm mà nó vô điều kiện như thế. Có thể cống hiến cho họ cái sự bao dung đến như thế. Và ở đây bạn làm được. Nó tạo nên sự khác biệt. Sẽ rất khó là có thể tìm một người thứ hai trên cuộc đời này có thể làm giống như bạn. Thì điều đó tạo nên cho bạn sự tự tin. Và bạn không dễ để mất họ đâu, đúng không? Thì cái sự tự tin nó sẽ tạo nên cho các bạn những nguồn năng lượng cao ngày càng cao. Đó, hãy nhớ duy trì nguồn năng lượng cao trong tình yêu của các bạn. Đó là mấu chốt để khiến các bạn không thể nào rời xa nhau được. Và mình hy vọng rằng năm cái điều ngày hôm nay các bạn không chỉ biết cho một mình các bạn, hãy chia sẻ nó với những người xung quanh để lan truyền những cái điều tích cực và tốt đẹp. Để mỗi một điều, ví dụ chỉ một cái chia sẻ của các bạn với người khác thôi mà họ nghe được những cái tư tưởng này, họ ứng dụng vào trong tình yêu của họ, họ hạnh phúc hơn. Đấy là khi các bạn đã tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời này, các bạn sẽ có một cái sự bình yên. Bởi vì mình đã làm điều tốt đẹp. Vì thế hãy truyền cái video này cho những người mà các bạn yêu thương. Có thể đấy là người đối phương của các bạn, họ cũng biết cách làm như vậy, trở lại cho các bạn và các bạn hạnh phúc hơn. Có thể đấy là bố mẹ các bạn, anh chị em của các bạn, những người bạn của các bạn. Đó, mình hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau lan truyền càng nhiều hơn những cái thông điệp về hạnh phúc. Để không chỉ các bạn hạnh phúc, các bạn còn được người khác làm cho các bạn hạnh phúc nữa. Và rồi những người các bạn đi thương yêu cũng sẽ hạnh phúc. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào cái trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó. Nhấn vào theo dõi, like rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ, em mong chị cho em lời khuyên. Em và anh ấy yêu nhau 4 tháng, tình cảm em dành cho anh ấy quá nhiều. Em đã quan tâm, yêu thương anh quá nhiều. Đến một ngày anh lại thấy đó là phiền, mệt mỏi. Anh im lặng, ít liên lạc với em. Em có hỏi thì anh nói là anh áp lực công việc. Em nghĩ vậy cũng hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng vì kéo dài trong một thời gian quá lâu nên em gặng hỏi anh, thì anh mới nói là vì anh thấy em phiền và mệt mỏi. Khi nghe xong em không kịp suy nghĩ thì tự nói câu dừng lại. Nhưng đến giờ em cảm thấy mình còn yêu anh quá nhiều. Em tìm mọi cách để hàn gắn, sửa chữa những cái sai, nhưng anh không chấp nhận. Anh nói anh muốn thoải mái, không muốn gò bó. Vậy bây giờ em phải làm sao chị? Em nên tiếp tục buông hay là níu anh ở lại ? Em cảm ơn chị đã đọc tâm sự của em ạ. Em thân mến, trong bức thư này em có nói rằng em đã cố gắng để sửa những cái sai. Vậy thì em đã biết em sai ở đâu để em sửa chưa? Đúng không? Em có thấy rồi đấy, cái sự quan tâm, cái sự yêu thương của em khiến cho người ta mệt mỏi. Thì em sửa như thế nào? Sửa bằng cách dừng ngay cái sự quan tâm đến đó đi, cho đến khi người đàn ông này phải nói rằng người ta cần và người ta trân trọng những cái sự yêu thương và quan tâm đấy của em, thì em mới trao đi. Đấy mới là sửa. Chứ không phải là sửa là cái chuyện là mình phải níu kéo người ta. Em níu kéo thì em vẫn như trước đây, chẳng có khác gì cả, thậm chí còn kém cuốn hút hơn nữa cơ. Đúng không? Chị đã nói rằng trên đời này không phải là yêu nhiều mà sẽ được yêu đâu, mà phải yêu đúng và yêu cuốn hút em. Và thực sự thì ở đây em cũng chưa thực sự biết cách yêu một người đàn ông. Chị phải nói như thế để em hiểu.
Nếu sự xuất hiện của em trong cuộc đời người ta mà làm cho người ta hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, cuộc sống của người ta có ý nghĩa hơn khi có em, đấy mới là yêu. Chứ không phải là cuộc sống của người ta mệt mỏi hơn, áp lực hơn, chán nản hơn khi có em thì em gọi đấy là yêu, thì không phải. Bây giờ em chỉ có thể nói rằng em đang thỏa mãn mong muốn của bản thân mình, sự mưu cầu của bản thân mình trong tình yêu đấy. Nếu em thực sự yêu người đàn ông này thì em sẽ phải biết kìm chế tất cả những cái mong muốn đấy, để cho người đàn ông này một cái hình tượng của một cô gái tuyệt vời nhất, thì đấy mới là yêu em ạ. Chứ không phải em muốn sở hữu, em không kiểm soát được bản thân, em muốn ở cạnh anh ta bất kể anh ta vui hay buồn, bất kể anh ta khó chịu hay không có chịu, em không quan tâm, em chỉ muốn ở cạnh anh ta thôi, thì em nghĩ đấy là yêu, đúng không? Cho nên hãy lật lại vấn đề và xem lại cái cách mình yêu đi. Cái cách em yêu không phải là cách yêu đúng đắn, mà yêu đúng đắn phải như này này. Em phải biết như này, em là một thiên thần nhá, em là một thiên sứ được phái đến cuộc sống này. Và khi em có một tình yêu đấy là khi em có thể làm cho người đàn ông đấy hạnh phúc hơn. Có em, người ta tận hưởng một cái tình yêu tuyệt vời, tận hưởng sự thoải mái, tận hưởng một bến đỗ bình yên. Ở đó em trao yêu thương và người ta trân trọng những yêu thương đấy. Không có thiên sứ nào trao đi tình yêu và sự giúp đỡ cho một người mà người ta không cần, một người mà người ta không xứng à. Em ạ, à, đúng không? Cho nên khi người ta nói người ta không cần thì phải để yên cho người ta. Cho đến khi người ta nói rằng à, người ta thực sự trân trọng, người ta phải nói người ta cần mình mới trao. Thì đấy mới là những cái thứ em trao, đó là giá trị, đúng không nào? Nhá, cho nên là không phải cứ nói yêu nhiều, cũng muốn ở cạnh người ta bất chấp tất cả để ở cạnh người ta thì là yêu người ta, không phải. Đấy chỉ có thể nói là em thỏa mãn cho những mong muốn của bản thân thôi, chứ đấy không phải là yêu nhá. Cho nên phải định nghĩa lại tình yêu này, thay đổi cái cách mình yêu đi. Đừng yêu thấp giá như thế, yêu cao giá lên. Luôn luôn biết rằng mình là thiên sứ. Ai mới có được thiên sứ này, ai mới được thiên sứ này giúp đỡ? Có phải người ta không cần mình cứ nhảy vào mình giúp thì là mình tốt, là mình yêu không em ạ? À, nhá, yêu thì phải tự trọng, yêu thì phải giá trị như vậy. Cho nên lời khuyên của chị dành cho em với anh này là như thế này: dừng lại, đừng làm phiền người ta nữa nhá. Rồi xem em và anh ta có duyên với nhau không. Có duyên thì em tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp cho anh này. Sau này khi mà anh ấy quay lại với em và có được một cô gái tuyệt vời, đó là em. Còn nếu như anh ta không cần nữa, hoặc là ấn tượng của anh ta với em quá xấu rồi, anh ta không muốn quay lại nữa, thì thôi, mình bước đi, mình tìm một người đàn ông dành riêng cho mình. Chứ đừng ở đây và làm khổ cuộc đời của một người khác và lấy danh nghĩa của tình yêu. Em à, em cứ phải bám víu lấy cuộc đời của người ta để thỏa mãn cho nhau mong muốn của em và nghĩ rằng em yêu người ta. Nếu tình yêu của em làm cho người ta ngột ngạt và khổ sở hơn, thì chị khuyến khích em là bước đi nhá. Sẽ có một người đàn ông thực sự trân trọng những thứ em trao. Người ta cảm ơn em, người ta cảm thấy vinh hạnh vì có được em ở trong đời. Người ta nhận những sự quan tâm và yêu thương của em. Người ta gọi em là công chúa. Người ta coi em là em bé để người ta nâng niu, chiều chuộng và yêu thương. Em xứng đáng với một người đàn ông như thế mà, đúng không? Bằng cách đấy em vừa là một cô gái biết trao đi một tình yêu đúng đắn, vừa là một người biết giá trị của mình để biết mình xứng đáng với một người đàn ông trân trọng mình, nâng niu mình như vậy, đúng không nào? Còn em cứ hạ thấp giá trị của mình để mà yêu bất chấp người ta đối xử với mình thế nào mình cũng yêu, mình không được trân trọng nâng niu mình vẫn yêu ấy, thì đáng nhẽ em là một viên ngọc, người ta chỉ coi em là một viên đá rồi người ta đá đi thôi, người ta không thương tiếc em à. Bởi vì chính bản thân em đâu có coi em là ngọc đâu. Em không biết em là ngọc thì làm sao người ta coi em là ngọc được. Cho nên bây giờ phải đối xử với mình như một viên ngọc đi, thì người xung quanh người ta mới nhìn thấy cái cách em đối xử với chính mình đấy, thì người ta mới đối xử với em như vậy. Em bây giờ đừng liên hệ với anh này nữa, để cho anh ta yên đi, không thèm nói chuyện với anh ấy nữa. Lần sau anh ta có chủ động nói chuyện với em thì em cũng sẽ nói chuyện lại một cách thờ ơ, một cách không quan tâm, để mà gì, chính anh ấy sẽ phải chiến đấu để có lại được cái sự quan tâm đấy của em. Còn nếu không thì thôi, em phải biết tất cả những thứ em có là giá trị, em trao đi thì người ta phải biết trân trọng chứ, đúng không? Và làm theo 5 bước để quay trở lại với người yêu cũ của chị, xem cái video đấy đi, kiên trì với hành trình đấy. Còn nếu người ta ngày nào người ta chưa trân trọng, ngày đó người ta không có được tình yêu của em. Và em hãy tin là nếu không phải là người đàn ông này thì sẽ là một người đàn ông tuyệt vời hơn chờ em ở phía trước. Tương lai còn dài, em còn trẻ, đúng không? Em mà không biết là có một cái tương lai tốt đẹp hơn chờ đón em ở phía trước ấy, em mà không tin tưởng vào điều đấy thì làm sao mà người khác người ta có thể nghĩ là em cũng sẽ có một tương lai như thế được, đúng không? Đó, cho nên người đàn ông ấy, người ta chỉ tiếc một cô gái có giá trị thôi, chứ người ta không tiếc một cô gái bất chấp để yêu người ta đâu em ạ. Bất chấp để yêu người ta, để phục tùng cho mong muốn nhất thời của bản thân đó, chỉ khiến người đàn ông sợ. Em ạ, à, nhiều người đàn ông người ta còn sợ những cô gái như thế. Bởi vì những cô gái mà bất chấp tất cả để yêu người ta, bất kể là
người đàn ông này khó chịu như thế nào, người ta sẽ thấy là cô gái này không kiểm soát được bộ não của bản thân, không kiểm soát được tinh thần của mình thì mới làm thế. Và người ta sợ, người ta chỉ muốn chạy thôi, đúng không? Em hoàn toàn có thể là một cô công chúa, một thiên sứ ở đó để người khác trân trọng và nâng niu, mong chờ được có được sự yêu thương của em. Hay là em lựa chọn là một viên đá bị người ta đá qua đá lại, đá lăn đá lốc mà không ai thèm nhặt lên, đúng không? Hãy lựa chọn một cách sống cho mình. Và một khi em biết mình là ngọc hay mình là đá, mình đối xử với mình như một viên ngọc, thì em sẽ có một người đàn ông thực sự yêu thương em và trân trọng em như thế. Còn bây giờ cái cách em đối xử là gì? Em coi mình như một viên đá, em trao cho người ta không thèm, người ta vứt đi rồi, nhưng em cứ lăn lại, em bảo ôi, người ta không cần, đúng không? Đó, cho nên là hãy tự trọng giá trị hơn. Đời có thể không có đàn ông nhưng lòng tự trọng thì các bạn phải có. Và em phải luôn luôn biết rằng mình xứng đáng với một người đàn ông trân trọng và nâng niu mình. Nâng niu, chiều chuộng, em không muốn làm em buồn, đầu tư thời gian, công sức, tình cảm để chinh phục được trái tim của em. Tại sao em không nghĩ như thế? Trong khi rất nhiều cô gái ngoài kia, thậm chí người ta không xinh đẹp bằng em, không tài năng bằng em, người ta cũng có một người đàn ông thực sự dành cho mình và trân trọng người ta như thế. Vậy mà em ở đây em phải chấp nhận là một viên đá để người ta đá đi, người ta không thèm, mình phải lăn lại để người ta mong chờ người ta sẽ nhìn lại mình một lần á. Không nhá, giá trị lên và xem năm bước là quay trở lại với người cũ. Em cứ làm theo như thế đi, cho đến khi người đàn ông đấy chủ động muốn quay lại với em. Còn nếu không thì thôi nhá, em cho người ta biết rằng em đã hoàn toàn vượt qua khỏi một quan hệ này rồi, và em không có ý định quay đầu nữa. Người ta phải nhìn thấy rằng người ta mất rồi, không còn có em ở bên cạnh để mà trân trọng và mà nâng niu anh ta như thế nữa, thì anh ta mới biết giá trị em à, nhá. Đấy, đấy là ứng xử của một cái cuốn hút. Còn lựa chọn là của em, là một cô gái có giá trị hay là một cô gái hạ thấp giá trị của bản thân mình, thì em phải lựa chọn nhá. Muốn có hạnh phúc thì phải mạnh mẽ bước đi, mạnh mẽ kiềm chế những ham muốn và cảm xúc cá nhân của mình bây giờ vì những điều đúng đắn, chứ không phải phục tùng cho những cảm xúc đấy để rồi hạ thấp giá trị của mình và để người khác coi thường thì không nhá em nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào cái trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó, nhấn vào theo dõi, like, rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.